Xin chào các bạn, hôm nay Đăng Phương Auto xin giới thiệu sản phẩm Smile K được lắp đặt trên chiếc xe Tucson R2018. Đây là xe Tucson 2018 đã được chủ nhân trang bị, thứ nhất là hệ thống đèn đi gầm 2 bi, hai bên là một bên 2 bi là 4 bi, đã được chủ xe trang bị camera lề bên trái và bên phải là cam trước. Ngoài ra thì một sản phẩm nữa được chủ xe nâng cấp, đấy là thiết bị lên kính xuống kính, điều khiển lên xuống kính tự động dành cho dòng xe Tucson, sản phẩm cảm giác. Mà tiếp tục hôm nay chủ xe lên một thiết bị nữa, đấy là bộ mic cây. Bộ mic cây này có rất nhiều tính năng và những tính năng của bộ mic cây này rất nổi bật. Ví dụ như là bộ mic cây này tính năng là ra khỏi xe tự động khóa cửa, đến gần tự động mở cửa, có thể đề nổ được từ xa, đúng không ạ? Đề nổ từ xa. Ngoài ra bộ mic cây này còn một cái điểm rất tuyệt vời, trong trường hợp mà ắc quy điện bình yếu thì ngay lập tức sẽ được tự động khởi động đề nổ để làm điện cho ắc quy, sau 15 phút sẽ tự động tắt. Ngoài ra thì có thể vào trong xe bằng bật khẩu, tại cửa. Chúng ta có thể lựa chọn bật khẩu và có thể đổi được bật khẩu tùy theo chủ nhân sử dụng xe. Bây giờ mình sẽ view một số cái chức năng của bộ lên kính xuống kính này cho các bạn xem. Nhất là bây giờ chức năng đề nổ từ xa. Để đề nổ từ xa chúng ta bấm khóa 2 lần, 1, 2. Thì sau khoảng độ 5 đến 7 giây thì xe sẽ tự động nổ. Đấy. Đấy, như vậy là xe được khởi động nổ. Đây là tính năng của bộ đề nổ từ xa. Đến gần thì có thể tự động mở. Để tắt thì chúng ta bấm như nào nhỉ? Để tắt chúng ta bấm khóa 2 lần. Xuống kính hoặc chúng ta sẽ tự động hé kính và đề nổ từ xa. Trong trường hợp mà xe để ngoài nắng, chúng ta có thể cho hé kính. Sau khi hé kính đồng thời cửa sẽ được đồng thời xe sẽ đề nổ luôn. Bây giờ mình thực hiện thao tác hé kính cho các bạn xem. Khóa, mở, khóa thì xe được hé kính 3 cm, đồng thời sẽ đề nổ. Để thực hiện hé kính đồng thời nổ xe, nổ máy, chúng ta thực hiện thao tác khóa, mở, khóa, kính sẽ được hé, đồng thời xe sẽ để nổ. Đấy. Như vậy là toàn bộ khí nóng trong xe được đẩy ra khi mà chúng ta thực hiện thao tác hé kính đồng thời để nổ xe. Bấm khóa 2 lần thì ngay lập tức xe sẽ tắt đi. Đấy. Đấy chưa? Đồng thời kính sẽ được đóng lên hết. Chúng ta có thể điều khiển xuống kính từ xa và thao tác mở, khóa, mở. Đây, kính sẽ được đi xuống. Trong trường hợp chúng ta muốn lên kính thì có hai sự lựa chọn. Một là chúng ta bấm khóa một lần, toàn bộ kính sẽ đi lên. Hoặc chúng ta có thể bấm khóa 2 lần, kính vừa đi lên đồng thời vừa nổ máy. Chúng ta bấm nhanh nhỉ. 1, 2, lên kính. Trong trường hợp này chúng ta sẽ không lựa chọn chế độ nổ máy. Máy không nổ và kính mới đi lên. Bây giờ mình thực hiện thao tác xuống kính lần nữa cho các bạn xem. Khóa, mở, khóa, mở, kính sẽ đi xuống. Đây là chúng ta bấm khóa 2 lần nhanh không nổ máy, lên kính. Bây giờ chúng ta bấm khóa 2 lần chậm, vừa lên kính vừa nổ máy. 1 lần, 2 lần, vừa lên kính, vừa nổ máy. Đấy, chúng ta có hai sự lựa chọn ở vị trí này.
vừa lên kính vừa nổ máy được không ạ? Bây giờ mình tắt. Ngoài ra thiết bị này, ngoài ra chiếc xe này được trang bị là lên kính xuống kính, là chúng ta có thể điều khiển một chạm tại cửa lái hoặc cửa sau. Bây giờ mình thử cho các bạn xem. À, mình thử chức năng một chạm. Chạm tới cửa tài. Tại cửa lái, nguyên bản có xe vẫn có thu một chạm. À, cửa bên phụ này, một chạm xuống. Một chạm xuống. Cửa chính cũng một chạm xuống, bây giờ một chạm lên này. Đấy, cửa bên lái một chạm lên này. Cửa chính vẫn auto bình thường này. Cửa sau bên phụ vẫn một chạm lên. Toàn bộ đều một chạm. Đó. Ngoài ra thì chiếc xe đã được gắn cảm biến áp suất lốp hiển thị trên mình tâm lô. Anh bật ra nào. Bật như nào anh? Đóng cửa lại cửa. Đây, đây là cảm biến áp suất lốp theo xe. Hiện thị vào màn hình táp lô. Đóng cửa lại nó hiện. Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy là cảm biến áp suất lốp này. Ok, nó cắt xong. Đây là cảm biến áp suất lốp. Cảm biến áp suất lốp này trên xe cũng rất tiện. Đơn vị là đơn vị PK. Bộ cảm biến áp suất lốp này gắn vào nút trò luôn trên xe. Và gắn vào hiển thị trên màn hình của xe luôn. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Ngoài ra thì chiếc xe này được chúng tôi trang bị camera lề trái và lề phải. Trong trường hợp mà chúng ta muốn hiển thị lề bên tay phải thì chúng ta bật xi nhan. Lề bên trái chúng ta bật xi nhan. Sẽ giảm được những rủi ro cho lái xe khi mà đỗ vào lề hoặc là rẽ. Rất tuyệt vời. Ngoài ra thì có cả cam trước. Đây là cam trước, rất rõ ràng. Đúng không? Cam trước người ta tùy lựa chọn của khách hàng. Ưu tiên cam lề khi mà chúng ta xi nhan. Rất tuyệt vời đúng không ạ?